Em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh bên em nhé. Hôm nay nhà em lên cho quý vị một cái con Omni đến từ thương hiệu của Onkyo. Có mã ở đây là 817XG. Đó, đọc đầy đủ của nó là A817XG. Ok, đây về tổng quan đây quý vị nhé. Với cái dòng 817XG này thì bác nào mà có cơ hội nghe qua hay là trải nghiệm qua nhá, thì mới biết được, hiểu rõ được về cái dòng này. Bởi vì cái chất âm của em này nó đưa ra thì phải nói là siêu đỉnh luôn nhá. Đấy, với công suất của nó lên tới 200W thì nó có thể cõng tới được hai cặp bass 30. Đó. Ok, ngoài ra thì em thấy một số bác chia sẻ là với cái dòng 817XG này thì có thể ghép thêm dề vào để hát karaoke được. Đấy. Còn cái cách ghép như thế nào thì quý vị có thể lên trên web hoặc là lên YouTube tìm hiểu giúp em nhá. Đấy. Đấy thì em cũng gọi là một số bác đến cửa em chia sẻ là có thể hát được. Đó thì em cũng biết như vậy thì em cũng gọi là chia sẻ thêm cho các bác là như vậy. Ok ạ. Đây, về tổng quan hình thức đây các bác nhá. Đấy, nguồn nghiếc này. Đó, ok chưa ạ? Cầu A, cầu B này. Đấy, đánh A cộng B nữa này. Tiếp theo ở đây là có bát này, tép này, đó, cân bằng hai loa này, muting này, đó, mode này, volume này, làm to đùng bố đại luôn nhá, xoáy rất đầm tay luôn. Đây, có tone, có direct. Ở đây bên cạnh có cả gì đây? Processional tone này. Đấy thì ở đây nhá, thì cái này thì nhiều bác thì biết thì thôi, bỏ qua đoạn này đi. Còn nhiều bác gọi là mới tập tễ vào chơi thì em cũng giới thiệu qua một chút. Đó chính là với cái chức năng ở đây là tone và direct ở đây, thì quý vị nào mà muốn chỉnh bass tép thì để cho em về hướng tone đi nhá. Đó. TO, LE, ok chưa ạ? Thì lúc này là quý vị chỉnh bass hoặc chỉnh tép thì nó mới có tác dụng. Đó. Còn nếu các bác nào mà đưa về direct này thì là bass tép nó theo mặc định của máy. Lúc này là các bác không thể chỉnh được bass tép nhá, bởi vì lúc này là bass tép nó đã theo mặc định của máy rồi. Đó, còn muốn chỉnh thì đưa về tone cho em, ok chưa ạ? Xong. Bên trên đây thì có thêm các cầu để quý vị đưa đường tín hiệu vào, có cụ thể ở đây như tape 1, tape 2, tuner CD. Đó, BS nói chung rất là nhiều, follow. Cái này thì quý vị lưu ý một chút giúp em nhá. Cái đường follow này thì hạn chế lên cắm, mà tốt nhất là không nên cắm. Đấy, bởi vì cái đường follow là mình dùng cho đĩa than. Ok chưa ạ? Đó, còn mình cứ cắm các cổng CD tuner tiếp 1 tiếp 2 xem mà là quá thừa rồi. Đây, đấy, các cái phím chỉnh đây này, đó. Khi quý vị vặn là nó có nút tạch 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 rất hay nhá. Đó, rất là bùi tai. Nghe tạo cảm giác thích thú cho người dùng. Đó, quý vị nghe thấy không ạ? Rất là ok đúng không? Rồi, đây là mặt bên của hai em nó. À, mặt bên của em nó nhá. Đấy, hai mặt bên này. Rất là ok. Đấy, hàng bãi nhưng phải nói là rất là ok đúng không quý vị? Rồi, đây là mặt sau của em nó quý vị nhá. Hai cầu riêng biệt AB đó. Cái speaker này làm to dã man quý vị này. Đó, sừng sững như là gọi là chiến binh bất tử luôn. Đây. Đấy, hai hàng như hai hàng chiến binh bất tử luôn nhá. Làm to dã man luôn. Những cái con này nó xoáy nó mới đầm tay quý vị ạ, xoáy nó mới đã tay này. Đấy, âm ni nó phải như thế này này thì nó xoáy nó mới sướng này. Đấy chứ còn nhiều cái âm ni mà nhìn nó bé 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 xoáy nó cảm giác nó chán đời kinh khủng luôn quý vị ạ. Đã bé rồi nhưng mà lại còn làm xát xít vào nhau nữa, xoáy rất là khó. Đưa dây vào kẹp nó cũng khó. Đấy nó mà rộng gọi là gầm cao thoáng máy như thế này thì xoáy nó mới sướng quý vị ạ. Đấy, xoáy đâu nó mượt tay đấy đây, đó. Nó phải như thế này chứ đúng không ạ? Âm ni nó phải ra âm ni. Đấy, đây. Đấy, không làm thì thôi, đã làm nó phải là chất như 817XG đúng không quý vị? Ok, đấy là về cái speaker bên cạnh đây thì quý vị có thể có thêm một số giắc cắm này. Đấy, là 100W này. Đấy, 100W có 3 cái này, đó. Để quý vị có thể cắm những cái thiết bị mà bên trên, để lên trên âm ni hoặc là bên dưới, nói chung tùy. Muốn ghép thêm cái gì đấy thì cắm đây giúp em nhá. Đây dùng được 100V. Thương hiệu của Onkyo này, có mã 817G. Made in Japan, đó. Sản xuất trực tiếp tại Nhật nhá. Đấy. Quý vị đây. Đấy, bác nào mà fan cuồng của gọi là chuẩn Nhật thì đây. Em nói này nhá, 817G đây, chuẩn Nhật này, Made in Japan này. AC ở đây 100V thì quý vị phải lưu ý cho em nhé, về cắm đúng đúng cái điện áp định mức nhé, cắm đúng điện áp định mức là 100V, không nên cắm quá nhé, nó sẽ gây ảnh hưởng. Ở đây em là có thêm thế gì đây này, tần số đây là 10 60Hz này và công suất là 200W đó.
Mã của em này là 29110123346. Đây, bên đây có một loạt các đường để quý vị kết nối đây. Đó, $CD, BS, VDP nói chung rất là nhiều. Rồi, sau đó em sẽ mời quý vị cùng em chiếm ngưỡng cái nội thất bên trong của em nó nhé. Được không? Đây là nội thất của em nó quý vị nhé. Em này thì được đánh bởi 8 sò quý vị nhá. 8 sò 1 vít đây. Đấy, gồm có 6 sò đen và 2 sò xanh. Đó. Chia làm hai bên, mỗi bên là 4 sò. Đấy, đây quý vị nhá. Đấy. Em sò xanh kia ở giữa và bên tay trái của quý vị kia là 2 sò và một bên là 1 sò kẹp bên giữa nhá. Đó. Vỉ mạch ở đây là vỉ màu vàng và chữ ở đây màu xanh nhá. Đấy, nhìn rất là nổi bật đúng không quý vị? Ở đây tiếp theo bên tay trái quý vị đây là một em biến thế. Đấy, ở đây biến thế dạng kiểu giật cấp nhá. Nhìn rất là kinh khủng khiếp luôn. Biến thế to dã man quý vị ạ. Đấy. Bên dưới em biến thế ở đây thì có hai em tụ. Đó, được cố định bằng một sợi dây ở đây nhá. Đó. Tụ ở đây phải nói là to kinh khủng khiếp luôn quý vị này. Đó, dài thùng luồng luôn. Vâng, vừa rồi thì quý vị đã được lướt qua cái nội thất bên trong của em nó. Vâng, thì giá của cái con âm ly thì em xin báo giá luôn nhá. Giá của em này là 3.650.000 quý vị nhá. Giá là 3.650.000 với một em âm ly công suất lên tới 200W. Và có thể ghép vang để làm karaoke đó. Thì cách ghép thì như em cũng vừa nói rồi, nào quý vị nên tìm hiểu qua trên mạng, trên YouTube nhá. Cái này thì em cũng được một số bác gọi là mách thôi. Đấy thì em cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, thì gọi là em giới thiệu thêm cho quý vị. Ok nhá, thì bác nào chốt thì alo ngay cho em qua số điện thoại là 0966594581. Địa chỉ là 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Đức Vinh nhá. Ok, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị tại video tiếp theo em nhá.